NDA, thưa các bạn, hôm nay cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình iRope đến từ nền tảng Limitaro. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình quay số trên Limitaro. Với anh em chưa tài khoản thì các bạn có thể đăng ký theo link phía dưới phần mô tả video. Sau khi ta đã có tài khoản rồi thì các bạn sẽ một là vào banner của hành tinh bí ẩn, hai là các bạn có thể đi theo link của mình để dẫn link cho anh em. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây, chúng ta sẽ có cái phần quay số. Ở đây chúng ta sẽ nhận được coin Paul Dog và các phần thưởng ở trên đây. Ngoài ra thì chúng ta có các nhiệm vụ nhận thưởng swap từ 200 đô, nhận 3 lượt quay swap 200 đô, chia sẻ trên Facebook các thứ. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nào, đã nút quay đây. Đây là nhiệm vụ mình sẽ quay thử một phát cho anh em xem. Ship rồi anh em ơi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Bây giờ các bạn có thể ấn vào chia sẻ ở Facebook này. Chia sẻ xong thì các bạn sẽ nhận được một lượt quay. Rồi. Đấy. Nhiệm vụ swap thì chắc hôm nay không kịp làm nhiệm vụ swap rồi. Coin Paul không được. Đó. Thế anh em có thể làm như chúng ta có thể chia sẻ hoặc là swap để nhận thêm lượt quay, thì mình khuyên anh em chúng ta tích nhiều lượt quay tí rồi chúng ta hẳn quay. Đó. Nói chung là cái chương trình iRope này thì cũng thường thường thôi, bởi vì là Limitaro thì thường là làm iRope thì không có mạnh lắm. Thì anh em cảm thấy người ta tham gia được thì tham gia, nói chung là free cũng chẳng mất gì cả, các bạn quay số thì biết đâu lại ngon đúng không ạ. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn em theo dõi video, xin chào các bạn ra tiếp theo.